Rồi video này chào mấy bác nha Có những cái vấn đề nhạy cảm em không tiện nói lên Thì mấy bác đừng tiếc em khoảng 10 phút thôi Em sẽ chia sẻ cho mọi người Thì mọi người thấy đúng thì cho em xin một like Còn nếu như mọi người cảm thấy mà nó phản cảm quá Thì mọi người nên bỏ qua video và đừng nên coi Đó là nói thực tế là vậy Thì uh, có nhiều bạn comment trên hỏi em Là tại sao mà con máy của bên Nhật Họ xài rất là lâu năm Mà nó vẫn cứ ngon Đấy, mà tại sao mà cứ đưa qua Việt Nam mình xài một thời gian là nó dở à, có nghĩa là nó nhanh hư thì thú thực mọi người như thế này nó chia làm ba yếu tố ba à, yếu tố nha thì có những cái vấn đề nhạy cảm em sẽ không tiện nói thì em chỉ nói sơ thôi và uh, yếu tố ba yếu tố đó cái yếu tố đầu tiên là yếu tố con người Đấy. yếu tố thứ hai là yếu tố về nhiên liệu yếu tố thứ ba là yếu tố thời tiết ba yếu tố để cấu thành lên một con máy nó bền hay không bởi vì em mà đi sâu về góc kỹ thuật lắm em kể cả xe máy máy cày rồi máy cắt cỏ rồi về động cơ xăng em gần như là em chơi tốt thì mình đi sâu về kỹ thuật máy thì mình mới hiểu được lý do gì thì đầu tiên là em nói về yếu tố con người à, bên nhật là việc gì nó có việc đó đầu tiên là yếu tố con người, việc gì nó có việc đó, có nghĩa là con máy sử dụng cho việc gì thì nó chỉ dùng cho việc đó thôi. Và cái cái cái, 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 cái kỹ thuật của Nhật nó làm nó vẫn hay hơn người mình, nó không ép máy, đó và nó không sử dụng sai mục đích. Còn người việt mình cái gì cũng chơi nó cả. Đó là cái đầu tiên là con người mình yếu tố con người và họ xài họ rất là nhiều máy, họ không ép máy nên tại sao con máy rất là bền. Có những con máy nó thải ra nhưng mà về còn xài còn chán chê luôn rất là bền, kể cả những con này có thể nó hai ba chục năm rồi nhưng mà xài vẫn tốt. và cái yếu tố thứ hai là yếu tố gần như là vấn đề nhạy cảm không ai dám nói nhưng mà em dám nói. vấn đề thứ hai là vấn đề nhiên liệu. mọi người đấy lời em nói này, có những lĩnh vực Việt Nam mình độc quyền, đặc biệt về năng lượng, có nghĩa về điện, này, về xăng dầu và đó là dính về năng lượng, thấy không? thì độc quyền và em chỉ hỏi mọi người ví dụ có một cái bánh như thế này, to như thế này, mọi người có muốn người khác ăn mất bao hai phần hay một phần hay mọi người muốn là mọi người ăn hết, tất nhiên là phải muốn ăn hết rồi. Nha. thì yếu tố năng lượng là em không tiện nói về những cái độc quyền, đó. bởi vì người ta không muốn cho những cái lĩnh vực khác cạnh tranh, thì em chỉ nói đơn giản thôi thì độc quyền hay không thì mọi người chỉ cần đi nhìn tất cả những cây xăng nó treo biển gì thì, thì mọi người hiểu còn về về điện đóm thì mọi người cứ nhìn trên hóa đơn là biết được là ai độc quyền thôi nghe không nhìn hóa đơn mình trả tiền điện đó <laughs> em không tiện nói bởi vì nhiều khi nó không hay à. và độc quyền nên tại sao giá một mình ta một giá Đó à. Và một mình tao phân phối Thì tao đưa như nào Mày xài như thế đó, đó, đó Thực tế nó vậy nha <laughs> Em không nói quá đâu Mọi người không đi sâu vô mọi người không hiểu Thế giờ em chỉ hỏi mọi người Ví dụ Cách đây khoảng 700 năm về trước Mọi người để ý lời em nói Cây xăng của Nhật Qua Việt Nam mình mở Nhưng mà rồi rồi chết dần Họ bán hàng rất là chất lượng Thậm chí giá còn rẻ hơn luôn Tại sao họ chết đó, phải đặt ra hỏi câu hỏi tại sao phải, phải hỏi tại sao lý do gì mà cây xăng chết đó. hồi đó còn có những youtube đến đó review so sánh hai cây xăng với nhau một cây xăng đổ bên đây một cây xăng đổ bên đây so sánh hai cái màu xăng đó. thì cái cây xăng thường mọi người có thể là mọi người mua nhất xịn được rồi nhưng mà xăng thì làm sao mọi người mua xăng xịn được không có kể cả những cái tiêu chuẩn xăng cao nhất của việt nam mình chỉ bằng cái xăng bình thường của nước nước khác thôi à, nước khác em không tiện nói nước nào thì tất nhiên nhiều bạn bắt bẻ nhiều bạn sẽ rất là hay bắt bẻ thì đã có mọi người có thể lên youtube coi lại cái xăng nhật hồi xưa khi mà uh, người nhật họ qua họ bán ấy, có một cây xăng một hình ở vĩnh phúc hay ở đâu đó em cũng quên rồi thì có những youtube đến review đo hai cái xăng có nghĩa là đo về dung tích này đo về chất lượng này Khác hẳn nhau. Rồi. Thì tại sao mà vậy? Bởi vì một miếng bánh mà đâu ai muốn gặp có người khác gặp đâu, muốn gặp hết. Đó là chuyện bình thường thì tại sao người Nhật họ không chung chi, họ không có cái lật ngầm với nhau. Mọi người phải hiểu vậy, không có lật ngầm. Nên tại sao họ không có chỗ đứng? Thì mày không có lật ngầm mà mày cút. Ý em nói vậy luôn. Là... Thì đó là góc độ kỹ thuật nha. <laughs> nhiều anh chắc chắn là nhiều anh là chắc chắn là Chửi em ghê lắm. Nhưng mà thật sự những người mà chửi em thì nên ra khỏi video này. Đó là thực tế nó vậy nhỉ? Chứ Cho nhiều anh không bao giờ mà am hiểu về những cái góc độ kỹ thuật đó với em đâu. Nhưng mà em chỉ nói lên đúng sự thật thôi, nhưng mà chắc chắn là em nói lên nó, nó hay bị phạm vô những cái điều luật của Việt Nam mình hay đặt ra là điều luật 331 ạ. Em không muốn bị dính đến đó. Thật sự mình am hiểu luật mà mình để dính thì nó không hay, đó. nên là tại sao em né, em phải né những cái đó ra, rồi. rồi không phải không biết, không biết. Sao không biết, rồi dính đến những cây xăng giả đó, ví dụ cái xăng cây dầu giả đó, mọi người để ý là em nói coi, có đợt đó. có một cây xăng ở Karaoke đổ xăng vô hàng lọt xe chết buri, chúng xăng giả, xăng giả nó trộn vô, trời ơi, bắt luôn lên báo luôn, lên cả YouTube luôn cây xăng cứ đổ xe ga đổ vô phát ra chết buri ri trời ơi hàng loạt luôn cả vùng đó cuối cùng cây xăng phải đền rồi em cũng không nhớ nữa nhưng mà à còn một vụ mà nó bắt mấy nghìn lít dầu hay là mấy triệu lít dầu mấy triệu lít dầu mà cứ chia ra với trung bình xe tải của Việt Nam mình là trung bình một xe sẽ bị đổ bao nhiêu cái cái, cái dầu giả đó vô nữa kìa mọi người lên YouTube có hết thấy chưa không nói dối em nói thiệt thì tại sao? Bởi vì nó không nó độc quyền. Còn về năng lượng, ví dụ năng lượng gió thừa đầy đó, đâu cho hòa lưới đâu mọi người đi coi khắp mọi nơi đi. Trời ơi, nó gài đứng hết. Toàn bộ khóa lại hết, đâu cho nó chạy đâu. Năng lượng mặt trời chỉ cho hòa lưới trong bao nhiêu tiếng thôi. Hồi xưa ký kết với nhau thì cho hòa lưới, giờ mình nó chỉ cho hòa lưới có buổi. Nói thiệt. Rồi những ngày lễ ngày Tết không cho hòa lưới luôn thiệp nhá rồi về phần năng lượng thì em nói vậy có nghĩa là mình có tiền thì chẳng nữa mình ở Việt Nam mình có tiền cũng không có đồ nhất xăng xịt để mà đổ vô con máy đó là yếu tố thứ hai rồi yếu tố thứ ba là em nói về yếu tố thời tiết Đấy. thì Việt Nam mình á thì có xăng dầu nhất thì đó mọi người thấy ở đây à, khí hậu là nhiệt đới gió mùa ẩm em cũng quên rồi nhưng mà nói chung là nhiệt đới khí hậu nhiệt đới thì mọi người biết là trong cái khí hậu nhiệt đới nó khác với những nước khác là trong cái độ ẩm mà yếu tố là ít nhất trong cái độ ẩm của không khí á thì nó có độ ẩm trong không khí có độ ẩm nhiều đối với Việt Nam mình là độ ẩm nó nhiều hơn đó thì trực tiếp nó sẽ ảnh hưởng đến cái máy ví dụ máy để lâu quá không khởi động thường trong là nó hay bị đóng nước một ít nó có hơi nước nha chứ không phải là không đâu đó có nghĩa là có hơi ẩm thì con máy nó sẽ giảm tuổi thọ đi nhưng mà cái yếu tố đó rất là ít rất là ít nha mình phải nói rõ với mấy bạn là cái yếu tố đó rất là ít rồi thì nhiều bạn chắc chắn là coi video này. Chắc chắn luôn. Coi video này. Rồi để em có điện thoại. Nhiều bạn coi video này sẽ nói mày đã làm được cái cục kích gì đâu mà mày nói vậy. Mày đã làm cục kích gì được cho đất nước này không mà mày nói vậy. Thực tế ra bạn đã nói đúng bạn đã nói là đúng chứ không sai. Bởi vì như này. Mình làm gì có quyền lực trong tay mà mình nói. Mọi người muốn mọi người muốn làm cái gì đó có ích thì mọi người phải có quyền lực. Em chỉ là một người dân, thấy không? Và mọi người chỉ là người dân. Mình chỉ biết nộp thuế. Đó. À thuế hàng ngày thuế giá trị gia tăng tất cả các sản phẩm tôi đã chịu thuế 10 phần gia giá trị gia tăng thuế môn bài thuế này thế nọ thế thuế nhà đất thuế sang tên nhượng đồ. nói chung là đủ các loại thế cả thì tôi chỉ biết tôi đâu thể nào mà tôi không có quyền lực mà tự nhiên tôi nói tôi làm đó làm kia được không thể nào mà mình nói vậy được thì mình nộp thuế và cái tiền thuế đó để nuôi cỗ máy nhà nước thực tế nó vậy nha thì đất nước nào nó vận hành vậy là cả thôi thì ví dụ như mình sẽ dùng tiền thuế đó mình nuôi cỗ máy nhà nước và cỗ máy nhà nước sẽ trao quyền cho những người lãnh đạo lãnh đạo đất nước thì những người, người lãnh đạo đó thì cố gắng làm sao thì làm nhưng mà những thứ đó thì mình làm làm sao có ích nhất cho người dân mình đó chứ còn nếu như cái kêu, kêu mày đã làm gì cho đất nước chưa thì chắc chắn là em chưa em chỉ biết em nộp thuế thôi còn có quyền quyền hành là nằm ở tay những người chức quyền lớn thì những người đó cố gắng nếu như có coi được video này thì cố gắng làm sao thì cố gắng cho người dân đỡ khổ có nghĩa là ừ những cái thứ đó là mình cố gắng thay vì ừ cho hòa lưới này cho nhiều người đấu vô để mà làm đấu giá ừ thằng nào rẻ ngon bồ rẻ tao nhắc mày thằng kia đắt quá đi ra chỗ khác chơi và người dân mình rất là được nhờ đó là một cái yếu tố rất là quan trọng đó là thực tế nó vậy càng nhiều người bán cho mình mặt hàng càng chất lượng càng rẻ càng ngon đó là ý kiến của em thôi chứ còn em thì không làm việc cho đất nước cả đó là thực tế nó vậy nha rồi em gút lại một câu cuối nếu như những bạn coi video này cảm thấy phản cảm cảm thấy em nói sai thì ra khỏi video còn mấy bạn mà cảm thấy video này hay thì cứ comment trên và muốn nghe thêm cái điều yếu tố gì đó nữa thì em sẽ cố gắng em nói thêm về Ừ cái này cái kia nữa để anh em mình hiểu biết thêm chút cho nó vui thôi coi như anh em mình giao lưu học hỏi để biết ở ờ, tại sao anh nó anh nói có lý hay không đúng hay sai yếu tố này yếu tố kia thì em cũng nói rõ với mọi người rồi ok thì em cũng chỉ muốn cuộc sống của người việt mình cái càng ngày càng tốt lên chứ còn mình mà vươn lên biển lớn mà đó, thôi, ok. Rồi cảm ơn mọi người đã coi video. Mỗi anh cho một like, một đăng ký và đừng quên comment trên cảm thấy yếu tố gì nó phản cảm thì mọi người bỏ qua, còn cảm thấy em nói đúng thì xin like và nếu như comment trên ở anh ơi anh ơi cho anh vui. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhé.